Anh em thấy quả setup như này nhìn có đẹp không? Nhìn nó có clean không? Thôi đừng để ý cái này. Ok đúng không? Màn hình này, arm này, loa này, laptop này. Anh em thích thì thêm một con bàn phím cơ, một con chuột nữa vào đây. Chúng ta đã có một setup làm việc rất là ok. Mời đẹp. Nói chung á, cái nhu cầu để anh em làm những cái bàn làm việc theo kiểu dạng clean như thế này để mà chúng ta tạo cảm hứng khi mà làm việc thì lúc nào anh em cũng muốn. Bàn làm việc mà đẹp thì ai mà chả thích, đúng không? Đúng, À, đúng. sẵn tiện khoe luôn, con mà bàn này là con ePaiOne Link Desk, cái gì Simple Desk gì đó. Nói chung là giá dưới củ mà được cái là nhìn thiết kế nó cũng đẹp, nhưng mà vẫn có một vài điểm yếu, ví dụ hơi lắc lắc à, nhưng mà thôi cái đấy thì bỏ qua, khoe anh em một chút xíu thôi, nhưng mình cũng không có ý kiến quảng cáo gì đâu, nhưng mà đấy nhìn cũng được đúng không? Hôm nay mình quảng cáo một cái khác, mình sẽ chia sẻ đấy cho anh em một cái giải pháp để giúp mình có thể gọn lại cái đống dây mà không cần phải đục đẽo, không cần phải lắp, không cần phải ABC bất cứ một cái gì cả. Mà cái này các bạn có thể dùng với bất cứ mẫu bàn nào anh em muốn, mà giá chỉ khoảng 2 lốp thôi. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái món đồ mà ai cũng nên lắp vào cái bàn làm việc, bởi vì rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm nó tốt hơn rất là nhiều. Ok rồi, đi đi xuống đây. Đây, nó là cái này đấy các người anh em. Đấy, nhìn thì có vẻ là nó hơi bừa bộn các thứ một tí, nhưng nó lại trong cái mức độ cho phép các bạn ạ. Đây thì nó chỉ đơn giản nó là một cái khay, một cái giá, một cái gì đó các bạn gọi sao cũng được, miễn sao nó là một cái giá đỡ để mà các bạn có thể để ổ điện ở đây, và nó sẽ giúp các bạn có thể ôna lại dây dợ các thứ lằng nhằng vào đống này một cách rất là dễ dàng. Và cái quan trọng á là bởi vì chúng ta không phải khoan khiếc bất cứ một cái thứ gì, và chúng ta cũng không có cố định dây dợ các thứ gì phía bên dưới này, nên là việc các bạn mà giống như mình, tức là gì, cái nhu cầu của mình là phải test thiết bị rất là nhiều, hay thậm chí các bạn cũng hay có sở thích đấy là mình trải nghiệm những cái mới rất là nhiều, nên tốt ra tốt vào, tốt ra tốt vào những ổ cắm cực kỳ là nhiều luôn. Hay thậm chí mình thấy có rất nhiều anh em á là trên bàn này có rất nhiều thiết bị, loa này, màn hình này, PC này, rồi củ sạc này, rồi sao card này, rồi đèn này, camera các thứ này, nhiều gắn pin ảo các thứ ấy, thì cái lượng ổ cắm điện xuống phía bên dưới này cũng sẽ rất là nhiều luôn. Hôm rồi thì mình mới chia sẻ con SK28 là cái con mà có tới 10 ổ cắm điện ấy. Nó sẽ giúp các bạn có thể cân hết được những cái thứ đó, cân hết được tất cả những thiết bị như vừa rồi. Và cái vấn đề đó là gì? Lượng dây điện từ bên trên xuống dưới quá nhiều, và cái củ sạc đấy cũng quá nặng. Nếu như anh em mà dùng những cái băng dính 3M cái thứ mà dán xuống phía bên dưới đáy này, mình khẳng định luôn là chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi là nó sẽ bị rơi ra. Không có một cái keo nào có thể giữ chặt một cái ổ cắm rất nặng lại còn kéo theo một đống dây dợ các thứ như thế. Nên cái giải pháp này nó là tốt nhất, bởi vì đây đấy, các bạn thấy không, bắt vào cái phần bàn và như thế chắc cú ở đây luôn, thì lo cái gì. Mà các bạn thấy không, bởi vì ổ cắm điện lúc nào chúng ta cũng hướng lên trên, nên là cái việc mà các bạn tháo ra tháo vào, các bạn thay đổi này thay đổi kia, nó cực kỳ là tiện lợi. Và các bạn thấy cái hay của cái này chưa đấy. Thế thì cái này chỉ khoảng 2 lốp nó có cái gì hay? Đầu tiên là chúng ta sẽ có 2 phiên bản, cái phiên bản này là màu trắng, nhưng mà trắng mình thấy nó hơi xanh xanh. À, có một phiên bản màu đen nữa, anh em thích cái nào thì chốt thôi. Cái kiểu lắp đặt của nó cũng rất là dễ, chúng ta sẽ có một ngàm ở đây này. À, và cái ngàm này thì nó sẽ có một khoảng không gian rất là rộng để cho dù anh em dùng với những cái bàn mà thuộc dạng là cực kỳ dày, cái mặt bàn cực kỳ dày, hay thậm chí dính những cái mặt bàn mà có luôn thêm cả một khung thép ở đây này, thì các bạn vẫn có thể lắp đặt được. À, lắp đặt xong thì nó sẽ chỉ lồi ra một cái ngàm nhỏ xíu ở phía bên trên cái phần bàn này mà thôi. Mà cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, tại vì nó cũng có một chút ép rồi xíu. Các bạn mà ví dụ như đặt một cái loa, một cái đóc gì đó vào đấy thì là hết thôi, che hết, nó cũng gọn gàng rất là đẹp. Mà cái vấn đề linh hoạt để các bạn tháo ra tháo vào để mà chúng ta sử dụng ở những cái mục đích khác thì rất là dễ, và đây là một cái điểm cộng. Thêm nữa, các bạn thấy không, dây dợ các thứ rất là nhiều, rất là lằng nhằng các thứ, thế nhưng mà đây, chúng ta có thể cuộn gọn lại hết và đặt nó xuống đây, ok chưa, gọn gàng, không xuống phía bên dưới, không bị vướng ra sàn, không bị vướng gì cả, kéo lên là xong. Đấy, bạn nào mà cẩn thận nữa thì chúng ta có thể bó theo theo từng bó, và chúng ta có thể sử dụng những cái dây rút để mà kéo nó lại cho nó gọn cũng được. Hoặc thậm chí bạn nào mà cẩn thận hơn thì chúng ta có thể bó dây vào đây rồi cho nó gọn vào trong, nhìn nó vẫn rất là gọn gàng clean chứ không vấn đề gì cả. Đó, vậy thì các bạn thấy sao? Nói chung á, mình thì là một người mà setup bàn làm việc các thứ rất là nhiều, và cái bộ môn DJ
nó lại là một trong những thứ tốn rất nhiều thời gian của mình khi mà làm sao cho nó gọn lại, cho nó đẹp, hay thậm chí có cái suy nghĩ trước đây là mình giấu cái dây đi nhiều nhất có thể. Đấy, thế thì đây, đây là một cái giải pháp để mà giúp cho, một là những thằng lười đỡ phải đi dây nhiều xuống xuống cái bàn để gắn mấy cái mang mang các thứ nó rất là phiền, mà chúng ta vẫn có một cái để mà cho nó gọn gàng lại, phía bên dưới không có một cái gì cả mà cái góc quay từ trên đi xuống clean ngay, đẹp ngay. Vậy các bạn thấy sao? Ok, link phía bên dưới, anh em quan tâm thì tham khảo nhé.